Rồi chào bạn, thì trên mình đang là một cái phụ kiện rất là lạ, rất đặc biệt đến từ UAG ha. Thì đây là một cái ốp lưng dành riêng cho chiếc iPhone 12, nhưng mà ốp này nó lạ lắm bạn. Thì đầu tiên đó là vẫn là một cái ngôn ngữ chung của UAG ha, hầm hố, dày, chống sốc mà. Đó, mình thấy là bốn cái góc của cái ốp lưng này á, thì nó được làm rất là dày để mà khi bạn làm rơi á, thì nó sẽ chống sốc và bảo vệ cho chiếc máy này. Thứ hai là cái phần cụm camera sau, bạn thấy không, nó cũng được làm nhô lên cao nè để mà nó không làm trầy xước cũng như là bị cấn vào cái phần cụm camera. Cạnh hông á, thì nó cũng sẽ có một cái vị trí bảo vệ cho phần nút nguồn và mình cảm giác bấm á, rất là êm thoải mái ha. Có điểm nhìn vân đây, tăng được độ bám cũng như là tạo một cái tính thẩm mỹ cho cái ốp này. Và bạn thấy là cái phần bốn phần góc á, có được làm nhô lên cao để mà nó hạn chế tiếp xúc giữa cái màn hình và cái mặt phẳng khi bạn có đặt úp cái máy này xuống. Và đây là phần cạnh trái thì nó sẽ có luôn cả vị trí những cái nút bấm nè, được làm màu cam rất là nổi bật ha. Đấy, thì đó là về những cái cơ bản. Còn là phần cạnh trên cũng như là phần cạnh dưới, thì bên phần cạnh dưới bạn thấy là hãng còn sẽ có một cái nắp che bằng cao su để mà che đi cái cổng sạc ha, để mà an toàn hạn chế nước bắn vào, cũng như là cái vị trí loa ngoài thì nó sẽ có một lớp lưới màu đen mỏng bên trong để mà hạn chế bụi sẽ bám vào cái loa này. Và đặc biệt đó là mình thấy là sẽ có hai cái chống kim loại ha, nó sẽ có một cái dock sạc riêng nữa để mà sạc cho cái ốp này mà bạn không cần phải tháo cái điện thoại ra. Đó, rất là hay. Ngoài ra thì cái ốp này mình thấy là nó sẽ có một cái cụm được làm nhô lên rất là cao như thế này. Thì đây là cái nơi nó sẽ chứa cái pin đi kèm theo cái ốp lưng để mà bạn vừa là một cái ốp lưng chống sốc vừa là sạc không dây cho cái chiếc iPhone 12 luôn. Thì cái cục pin này nó sẽ có dung lượng là 3000 mAh, tức là nó sẽ sạc đầy một lần cho chiếc iPhone 12. Mình nhớ không lầm là cục pin của iPhone 12 là khoảng hơn 2800 các bạn. Đó. Mặc dù cái cục pin này á nó gọn ha, nhưng mà mình cũng chưa có rõ là cái công suất sạc của nó là bao nhiêu, bởi vì mình có check Google, check YouTube các thể loại luôn nhưng mà vẫn không tìm được cái thông tin của cái tên của sản phẩm này. Mình đang ngồi kế bên đại diện hãng luôn ha, và đại diện hãng cũng không biết luôn, rất tuyệt vời. Và đây là cái khu vực bạn có một cái phần wire ha, bằng chất liệu bằng dây là dây thun á, bạn co giãn để bạn đeo trên tay á, và có cái đệm đeo rất là thoải mái, và bạn có thể mình thay đổi kích thước của cái phần đai này rất là tiện ha. Mình thử bạn coi nè, tay mình to á, nhét vào đó thì khi bạn xài bạn được, bạn cầm cầm như thế này đó, cầm ha, hoặc là bạn thấy mình cầm như thế nào đó mà cầm như thế này đó, như thế này ha, bạn bắn này cũng được đó, nó cũng rất là tiện, một cái vũ khí tự vệ ha, cũng rất là ổn rồi. Ok, thì trên cái mặt này sẽ có một cái nút bấm nhỏ đây để bạn có thể mình check được cái dung lượng pin của cái cục này, nhấn vào nhẹ vô ha, đó nó sẽ báo nè, hiện tại là nó còn một nấc đây, và nó sẽ có tất cả là bốn cái đèn led tượng trưng cho 25, 50, 75 và 100. Thì để lấy được cái pin này ra thì nó sẽ có một cái lẫy ở đây ha, một lẫy khóa an toàn, bạn đẩy lên bạn nhấc cái cục pin này ra thì bạn sẽ lấy được cái cục pin ra khỏi cái phần ốp lưng này. Thì đây là cái cục pin 3000 mAh, và mình thấy là nó cũng được hoàn thiện bằng nhựa sần tức là cứng cáp để mà chăm sóc cho cái cục pin này an toàn nếu mà chẳng may làm rơi ha. Và đây là những cái thông số thì mình thấy là nó sẽ có cái công suất đầu ra tối đa là 5W các bạn ha, pin 3000, 5V 2A. À, input sẽ là 10W, còn mà sạc không dây out á thì sẽ là 5W. Rồi ok, đó là về cái phần cục pin. Còn bên trong cái phần cover cái ốp lưng này thì mình thấy là sẽ có những cái vị trí tiếp xúc bằng kim loại nè. Đó, để bạn gắn cục pin này vào. Thì nếu bạn không có xài cái ốp này thì bản chất cái cục này nó cũng sẽ hỗ trợ MagSafe, tức là bạn sẽ mình ịn cái cục này vào mặt lưng của những cái điện thoại iPhone thì nó vẫn sẽ nhận sạc ha. Và nó sẽ có một cái cổng USB C bên dưới như thế này để mà bạn vừa sạc cho cái cục pin, đồng thời bạn thể mình dùng nó để mà biến nó thành một cái cục pin dự phòng 3000, bạn sạc sạc ngược lại cho những cái tùy khác. Nói chung là cổng này là vừa in nhau luôn các bạn, cũng rất là tiện ha. Rồi mình gắn vào ha, đèn xuống khóa lại rất là nhanh chóng đơn giản. Còn đây là cái mặt trong của cái ốp ha, nó sẽ thiết kế là dạng như là phân tổ ong á đó, hấp thụ và nó sẽ tản lực chống sốc rất là ok. Bên trong ốp như thế này, đây là cái độ dày của cái ốp do là chứa cái pin ở trong đó, rất là xịn sò. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử gắn lại vào cho bạn coi ha, do mình quay bằng một tay bạn cho nên là bạn thông cảm. Đấy, mình thấy rõ ràng mặc dù cái ốp này á nó rất là cứng ha, chống sốc ok, nhưng mà việc gắn vào cũng đơn giản thôi, mình chỉ nhét vào như này đó xong, mình nhớ không, lúc này mình thấy là bây giờ nó đã vào rất là gọn gàng. Và nhấn một lần ha, đây mình nhấn một lần thì lúc này mình thấy là nó sẽ nhảy pin nè đó, thấy không, nó sẽ nhảy sạc lên ha, rất là hay. Thì mình cũng không có rõ là cái ốp này nó sẽ giúp cho chiếc iPhone 12 là chống sốc ở độ cao bao nhiêu. Nó chỉ chống sốc thôi nha, chứ không có chống nước cho bạn nha, chống sốc thôi. Rồi, thì như vậy mình đã có một cái video nhanh cho bạn xem về một cái ốp lưng
độc lạ của nhà UAG mà sợt hoài không ra. Thì bạn nào biết thì bạn có thể mình tìm mà mình comment bên dưới. Đấy, rất là xịn sò ha, lạ cầm, khác biệt. Rồi, ok, chào các bạn.